Hưng Yên kính chào quý vị khán thính giả trở lại với chuyên mục Sức khỏe răng miệng với nha sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hòa. Kính thưa quý vị, hôm nay nha sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hòa sẽ tiếp tục trong một cái chủ đề lần trước chúng ta đang lỡ dở trong chủ đề là bệnh níu răng. Và hôm nay thì nha sĩ Hòa sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta một cái điều mà chúng tôi cũng phải rất là vui và quý vị cũng phải cùng chúng tôi vui là bởi vì đây là một chủ đề chuyên khoa mang tính đặc thù về sức khỏe răng miệng và chuyên khoa về răng, mà nha sĩ Hòa là một nha sĩ chuyên về níu răng đã 28 năm, gần 30 năm trong lĩnh vực này. Chúng ta cũng rất là hân hạnh để được lắng nghe những chia sẻ của nha sĩ Hòa trong lĩnh vực chuyên môn đặc thù này. Thì trước hết xin chào nha sĩ Hòa. Chào anh Hưng Yên, và một lần nữa Hòa xin kính chào quý vị khán thính giả của đài SGN 51.3. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì tiếp theo những gì mà Hưng Yên vừa chia sẻ đó, thì hôm nay nha sĩ Hòa tiếp tục trong cái chủ đề níu răng. Lần trước thì nha sĩ Hòa đã trình bày về vấn đề những dấu hiệu về nhận biết được chúng ta đang bị níu răng hay không. Hôm nay thì chúng tôi đi vào một cái chuyên khoa, chuyên môn hơn một chút, đó là đánh giá cũng như là khám và chẩn bệnh bệnh níu răng như thế nào. Xin mời nha sĩ Hòa chia sẻ ạ. Cảm ơn anh Hưng Yên. Theo như chương trình kỳ trước thì mình ngừng ở những cái dấu hiệu của bệnh níu răng. Thì câu hỏi của anh Hưng Yên là cái cách chẩn bệnh níu răng. Thì Hòa nghĩ là khi mà bệnh nhân vô văn phòng thì khi đi khám răng tổng quát tại những văn phòng nha sĩ đó, thì người nha sĩ sẽ phải làm gì để biết về bệnh níu răng? Thì trên cái hình ảnh mà Hòa đã thu thập được ở trên Internet thì quý vị biết là khi khám răng khoang miệng mình phải để ý tới những ung thư, rồi sâu răng, khớp cắn, rồi những cái khớp xương như thế nào. Đồng thời mình phải chụp nhiều loạt x-ray, quý vị thấy trên màn ảnh bên tay phải. Đây là 6 loạt x-ray mà mình có thể mình kiểm tra được những cái bệnh ở trong khoang miệng. Nhưng mà nói về chẩn bệnh níu răng thì cái hình kế tiếp quý vị sẽ thấy là trên màn ảnh ở bên tay trái và ở tay phải quý vị, ở phần trên quý vị sẽ thấy những cái dụng cụ, nó gọi tiếng Anh gọi là periodontal probe. Đây chỉ là một cái thước thôi anh Hưng Yên, nó đo theo mm, và quý vị thấy nó có nhiều loại thước để đo lường cái độ sâu. Độ sâu là như thế nào? Quý vị thấy ở dưới tay trái quý vị nó có một cái vòng oval, là răng mình nằm ở chính giữa và tứ bề xương, ổ xương hàm nằm chung quanh cái mặt răng. Và khi mà chẩn bệnh như vậy thì nếu mà nói là hoàn tất thì phải có 6 điểm. Nghĩa là mình đi 3, mình đo 3 số đằng trước chung quanh một cái răng, và 3 số đằng sau, tổng cộng là 6 răng. Hòa sẽ vô thêm chi tiết thêm. Và quý vị thấy mà khi mình dùng một cái thước như vậy, mình đo từ níu chạy xuống xương thì cái số đó bao nhiêu, thì mình cũng biết là khi mà cái ổ xương hàm mà bị hư hoại thì dĩ nhiên cái cây này nó sẽ đâm sâu xuống dưới thẳm cho tới khi nào nó đụng tới đáy xương. Thì quý vị thấy trên cái hình mà nó có 9 mm, đây là một bệnh nhân của Hòa đã bị xương bị hủy hoại do vi trùng. Cái hình kế tiếp là quý vị thấy là đây là mình muốn nói lên là khi mà mình đi cái mình dùng cái dụng cụ mà để đo, quý vị thấy nhiều khi cái số nó chỉ có 1, 2, 3 hoặc là tới 9, tới 15. Và quý vị thấy khi mà xương bị hủy hoại thì cái số nó càng lớn bao nhiêu thì nó nói lên là cái xương nó bị tàn phá nhiều bấy nhiêu. Bệnh càng nặng đấy phải không? Bệnh càng nặng. Và nếu mà mình đi từng răng một thì 6 điểm cho mỗi răng, quý vị phải nhớ là 3 răng đằng trước, 3 răng đằng sau. Thí dụ trong miệng răng anh Hưng Yên có 30 cái thì cái sơ đồ mà khám nghiệm của anh Hưng Yên thì phải có 180 số. Tại vì 30 răng mà nhân cho 6. Cái phần khám nghiệm này quý vị phải biết nó không tốn nhiều thời giờ trong văn phòng của nha sĩ, cao lắm là 5 phút thôi. Nhưng phần khám nghiệm này rất là quan trọng và có thể giảm nhiều phí tổn cho bệnh nhân nếu căn bệnh được phát giác sớm. Mình đi sâu vào thêm cái hình kế tiếp. Tại vì nếu mà quý vị thấy ở bên tay trái của quý vị, nếu răng của bệnh nhân khỏe thì quý vị thấy
cái cây que đó nó chỉ đo có 3 mm thôi. Và nếu mà quý vị để ý cái nú răng là màu hồng, nó rất là cao. Rồi cái xương ở dưới nó rất là cao để động, để chống đỡ cái nú răng cho nó cao lên. That's why nhiều khi cái dấu hiệu mà Kỳ vừa rồi bảo tại sao răng tôi bây giờ nó dài hoặc là cái nú răng nó tuột, thì quý vị thấy ở bên tay phải của cái hình đó, nó gọi là disease, là khi mà mình có bệnh. Thì quý vị để ý cái nú răng nó bắt đầu nó viêm đỏ lên, nó bị rồi bựa răng nó dính chung quanh. Rồi quý vị thấy cái đầu chóp đỉnh của cái xương nó bị tàn phá đi bởi vi trùng. Rồi cái cây que quý vị để ý nó sẽ đi sâu thêm, nó vào vực thẳm rồi. Thì bây giờ cái số đó là 5 mm. Mà nếu quý vị bao nhiêu răng, bấy nhiêu số, thì quý vị sẽ có được một cái sơ đồ nằm ở bên tay phải. Mình sẽ biết đây cái lên xuống, cái sự lên xuống của cái xương nó phá hoại như thế nào. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì khi mà chúng tôi coi hình ảnh thì những hình ảnh này rất là sinh động. Phải nói rằng là nó chúng ta nhìn chúng ta mới thấy được rằng nếu một gia sĩ mà cẩn thận hoặc là nha sĩ mà có chuyên môn đó, thì khám cái bệnh nướu răng này cũng phải rất là kỹ lưỡng, đo từng chiều sâu của nướu răng, từng cái răng một. Mà như nha sĩ Hòa nói là không chỉ là một lần mà một cái răng như vậy là mấy chỗ, phải không ạ? Sáu chỗ như vậy, có nghĩa là một nha sĩ mà có trách nhiệm, mà có chuyên môn thì cũng phải rất là kỹ càng. Quý vị thấy cái hình mà cái bệnh nướu răng đó, Hương Yên nhìn, nếu mà Hương Yên nhìn bên phải một người bệnh, một cái mắt tầm thường, mình không có biết là cái gì ở ngoài, trừ ra ô cái chân răng nó co rút, cái chân răng nó dài và có thể nó bựa răng nó đóng. Nhưng mà nếu mà thì giống như một cái xa lộ mà mình nhìn thấy khi mà trời xanh đẹp, không có mưa bão gì đó, thì mình thấy rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà Hòa pick up một cái probe, một cái dụng cụ, Hòa đo vào, quý vị thấy nó lún xuống không? Tới gần 1 cm. Đó là 10 mm, là 1 cm. Và nếu mà Hòa đi thêm vào, quý vị thấy cái nú răng nó rất là tím và nó sưng, thì đó là những cái dấu hiệu của bệnh nú răng. Về cái vấn đề mà đo lường khám nghiệm cho bệnh nú răng, Hòa cũng muốn nói một câu, đây là cũng là một cái trách nhiệm của từng nha sĩ, chứ không phải tới Hòa mới có. Tất cả các nha sĩ học thụ ở bên Mỹ này, họ đã học cái cách khám nghiệm của bệnh nướu răng từ năm thứ 2 sinh viên nha khoa. Thì đây là một cái trách nhiệm rất là quan trọng của từng nha sĩ, là mình phải kiểm soát và lưu ý tới những cái dấu hiệu của bệnh nướu răng. Thứ nhất để làm sao? Để mình ngăn chặn kịp thời nè, rồi mình chữa trị đúng lúc, hoặc là mình phải cần gửi bệnh nhân tới một nha sĩ chuyên khoa. Thì từ cái mà mình có cái số, thì cái mức độ nặng nhẹ Hoặc có diễn tả trong một cái hình đó quý vị thấy trên màn ảnh. Từ bình thường mình sẽ không có cái số cao, nó từ 1 tới 2. Mà anh Hương Yên nói, thí dụ cái nú răng nó bắt đầu nó chảy máu, thì đây có thể là giai đoạn sớm. Đây gọi là gingivitis, mà tiếng Mỹ nó có giai đoạn này mà anh Hương Yên bị á, thì nó là reversible. Tức là mình có thay đổi lại được, mình có thể ngăn ngừa cái bệnh được. Nhưng mà từ từ lên tới early periodontitis, moderate tới advanced, quý vị thấy là cái xương nó đã bị tổn thương rồi. Nó bắt đầu nó bị vi trùng nó ăn rồi. Khi mà vi trùng ăn, đây là những cái irreversible, là không thay đổi được nữa. Thì cái slide kế tiếp quý vị thấy, đây là những cái người bệnh nhân của Hòa thường hay tới văn phòng. Khi Hòa đã nhận được những cái case mà người ta tới, đây là lúc là họ đau. That's why những cái giai đoạn trước họ sẽ không đau, nhưng mà khi mà tới đây, Hương Yên thấy theo như cái x-ray hoặc là những cái hình ảnh ở trên màn ảnh, thì mủ chảy ra, bựa đóng đầy, rồi xương nó làm một cái hố thật là rộng như vậy. Tí nữa Hòa sẽ cho quý vị coi một vài case nặng nhất của trong văn phòng Hòa. Thì đó. Nhưng mà xin nha sĩ Hòa chia sẻ tấm hình đó là cái cục đằng sau cái răng đó là cái gì vậy? Là những cái bừa răng cao thế. Răng rồi những thức ăn mình nó xoắn vào, nó tụ tập lại sau bao nhiêu năm họ không có đi rửa răng, họ không có đi nạo răng, họ đây không là, có đi khám. Như vậy có nghĩa là bây giờ đây là ở giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn 4 rồi. Cái này là hopeless. Và Hương Yên biết tại sao răng nó chạy không? Hương Yên thấy cái cục đỏ đỏ, cái bú đỏ đỏ nó nằm chính giữa, nó tách hai cái răng ra không? Ở giữa phần đó, tại sao cái răng nó thưa ra, răng nó thay đổi rồi vị nó trí. Nó mọc cái bướu ra lên.
Cái đó không phải gọi là cái bú, nhưng mà cái sự cái thịt nó sưng lên, sưng cái lên. Nú lên, nó sưng lên, thì cái pressure nó đẩy hai răng ra chỗ khác. Đó là tại sao một cái dấu hiệu là răng thay đổi vị trí hoặc là răng nó dài ra. Hương Yên thấy không? Và cái phần khám nghiệm kế tiếp mà nhiều người Việt Nam mình nhiều khi vô văn phòng lại không cho chụp hình. Quý vị biết làm những nghề như của Hòa giống như là Hòa nói làm nghề nền không á, mình không có sơ đồ làm sao mình biết chân nó dài hay ngắn, hoặc nó mập hoặc nó thon hoặc là gì đó. Thì cái x-ray nó phải đi đôi với lại cái khám nghiệm. Thành ra nhiều khi Hòa nói như thế này, thí dụ mà quý vị đã đi nha sĩ mà tới văn phòng Hòa để tham khảo ý kiến, thứ nhất Hòa khuyên quý vị nên trở lại văn phòng nha sĩ để xin lại cái hồ sơ. Cái đó mình có quyền, hoàn toàn mình có quyền xin hồ sơ đó. Và thứ hai nữa, để tránh tốn tiền, tốn phóng xạ vào người, đỡ tốn tiền. Thì với lại đỡ tốn thì giờ cho cả hai bên. Tại vì nếu mà Hòa không có hình, Hòa phải tốn thì giờ, Hòa phải chụp lại. Tại vì nếu mà khám nghiệm mà không có hình ảnh thì coi như cái việc mà khám nghiệm không có hoàn hảo. Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Hòa. Như vậy, ngoài cái chuyện mà chúng ta thấy nha sĩ Hòa khám và cũng như là đo, cũng như thấy được cái chiều sâu của nướu răng, những hình ảnh phải nói sinh động mà chúng ta nhìn cũng phải là cảnh báo chúng ta là cũng phải đừng có chủ quan, phải không ạ? Hình ảnh nó thấy trông rất là sợ và bệnh rất là nặng rồi. Tuy nhiên thì còn có những cái hình ảnh mà chụp hình, mình có những chụp hình nào nữa không? Như vậy có cái hình ảnh chụp nào để mà tổng quát toàn bộ cái răng không? Mình cần chụp hình toàn bộ cái răng không ạ? Khi mà bệnh nhân mà tới Hòa, thứ nhất là một lần nữa Hòa sẽ, nếu mà bệnh nhân không có hình thì Hòa sẽ xin chụp hình toàn bộ, nhưng mà Hòa phải khám nghiệm. Tại vì nhiều khi người ta chỉ bị có một răng thôi mà mình chụp toàn bộ, thứ nhất tốn tiền cho bệnh nhân, thứ hai là người ta bị cái radiation vào người. Thì cái đó mình cũng không có nên làm. Thì Hòa khám trước rồi Hòa mới nói người phụ tá chụp hình này, hình này. Hoặc là nếu mà họ bị nướu răng toàn khoa thì quý vị sẽ thấy cái thí dụ của cái bộ hình chụp hình toàn bộ nó như thế nào. Đây là 18 phim. Quý vị thấy sẽ nói cho Hòa biết, thứ nhất là cái mực xương nằm ở đâu, cái chân răng nó dài như thế nào, nó mập như thế nào và chân răng ngắn như thế nào. Có cái bướu không, có bị ung thư không. Nhiều khi những cái ung thư nó nằm ở trong xương. Thì mình những cái hình ảnh này đối với một nha sĩ là nó cho mình rất là nhiều chi tiết. Kế tiếp nếu mà quý vị thấy ở trên cái hình kế tiếp đó, thì khi mà chẩn bệnh nướu răng, quý vị thấy Hòa vẽ một cái đường đỏ ở trên là mình biết cái chiều cao của cái xương răng nè, mình biết cái chiều sâu của cái xương răng như thế nào. Và quý vị thấy để diễn tả cho quý vị là khi mà một cái probe nó đâm vào thì nó đâm vào để nó đo cái chiều cao của cái xương. Hương Yên thấy không, ở trên tay phải là cái cây này nó sẽ đi cho tới khi nào nó đụng đáy mà thôi. Đó. Rồi cái hình ở dưới màu vàng, quý vị thấy cái sự tiến triển của cái xương, thí dụ cao nhất và chỗ bệnh nó nằm ở chỗ nào. Vâng. Và cái hình mà bên tay phải của quý vị, đây là nhiều khi người ta chỉ bị một răng thôi, Hương Yên, thì Hòa chụp một cái thôi. Mà cũng đủ nói cho Hòa là cái người bệnh nhân này họ đang ở cái tình trạng nặng nhất. Dạ, vâng. Trong bệnh nướu răng. Như vậy có nghĩa là nha sĩ Hòa trình bày chúng ta vấn đề chẩn bệnh cũng như là những cái case, những cái giai đoạn của bệnh. Như vậy thì sau khi chẩn bệnh xong xuôi rồi, biết bệnh nướu răng rồi, biết được ở mức độ nào rồi, thì cách chữa là sao? Là uống thuốc cho chống viêm lên, hay là mổ lấy mủ ra, hay là nạo vét hết những gọi là deep clean, vân vân. Thì thường là cái cách giải quyết hoặc là cách chữa trị như thế nào thưa nha sĩ? Cảm ơn anh Hương Yên. Cái câu hỏi Hương Yên, mình có thể mình bỏ ra khoảng độ 5 show. Nhưng mà hôm nay mình nói tổng quát thôi. Tại vì cái cách chữa trị tùy theo vào cái chẩn bệnh của bệnh nướu răng. Nếu mà giai đoạn nhẹ thì mình chữa nhẹ, giống như là mình đánh cho nó sạch, hoặc là nạo răng thì nó sẽ trở lại cái diện bình thường. Hoặc là nặng thêm tí nữa thì mình có thể mình mổ xẻ giải phẫu. Cái objective là làm sao mình nạo được cái ổ của vi trùng. Nạo sao cho sạch. Hoặc có một số hình ảnh, và giống như lần trước anh Hưng Yên nói, nếu mà quý vị mà đang ngồi ăn á, thì những cái hình này chắc quý vị không dám ăn nữa đâu. Nhưng mà thật sự đây là những cái hình ảnh của bệnh nhân của Hòa trong cái thời kỳ nặng. Và cái case đầu tiên là Hương Yên hỏi về nạo
và sau khi nào? Quý vị thấy một bệnh nhân mà vô trong văn phòng hòa như vậy, quý vị phải hiểu đây là cái cuộc giải phẫu. Và quý vị thấy trước khi nào và sau khi nào, cái chân răng trước khi nào quý vị thấy nó dính đầy bựa răng. Quý vị có thể nói bựa răng đây là ổ vi trùng, mà nếu cả hàng triệu, hàng tỷ con vi trùng nó tàn phá cái nền tảng của cái xương răng. Và sau khi hoàn não xong thì quý vị thấy là cái răng nó trở nên mịn màng, trơn tru, không có bị bựa răng. Và cái hình ở trên là trước khi nào. Và quý vị phải biết một lần nữa, đây là cuộc giải phẫu, nghĩa là hoặc phải lật cái nú răng ra, vì đây là quá nặng rồi Hương Yên, hoặc không có thể nào mà nói Việt Nam mình cứ quen chữ deep clean, nhưng mà đây là cái trường hợp là còn nước còn tát. Tại vì nếu mà quý vị thấy trước khi nào và sau khi nào, quý vị thấy cái răng nó sạch như thế nào. Nhưng mà quý vị có thấy những cái lằn mà họ để màu xanh ra trời, đó là những cái sự phá hoại của xương. Người ta đã mất hết xương rồi thì mình không thể nào mà mình làm được thêm cái gì, ngoài trừ hoặc có thể hoặc nói một là hoặc nhổ, hai là mình còn nước còn tát ghép xương, nhưng mà đừng bắt hoặc bảo đảm. Dạ vâng. Bây giờ bệnh nấu răng nó cũng rất là đáng sợ và rất là nguy hiểm và tốn tiền nếu mà chúng ta không lo chữa từ đầu. Như vậy làm thế nào để mà đề phòng căn bệnh này? Hoặc có một cái slide để tóm tắt vì thời giờ không còn nhiều. Thì thứ nhất là cái vụ mà vệ sinh răng miệng mỗi ngày. Mình phải đánh răng 2 lần mỗi ngày với kem fluoride. Và nên nhớ là thay bàn chải mỗi 3-4 tháng. Và dùng chỉ răng nha khoa. Mình có thể mình nói về cái chương trình cách vệ sinh răng miệng lần tới. Và ăn uống dinh dưỡng cân bằng và đầy đủ. Và giới hạn cái việc ăn vặt. Và khám răng định kỳ. Cái slide cuối cùng họ xin dành một cái sự hào hứng cho quý vị là quý vị không cần phải đánh răng, nhưng mà nếu mà quý vị muốn giữ cái răng nào thì quý vị nên đánh, tại vì nó bảo là you don't have to brush your teeth, just the ones you want to keep. Và nếu mà quý vị phải giữ hết thì phải đánh hết. And nếu mà quý vị không biết dùng chỉ răng nha khoa thì quý vị có thể hỏi bất cứ nha sĩ nào, họ có thể họ chỉ cho quý vị. Tại vì nếu quý vị không dùng chỉ răng nha khoa, quý vị đã bỏ đi mất 35% những cái mặt răng mà quý vị để sơ sót lại. Và khi mà mình đã biết mình có bệnh rồi thì nên chữa trị. Tại vì hỏi tôi có giữ được răng không? Mà nếu không chữa trị, quý vị có thể giữ được ở trong bàn tay của quý vị. Cảm ơn nha sĩ Hòa. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi và quý vị đã được nghe nha sĩ Hòa chia sẻ tổng cộng là 2 chương trình thôi trong chủ đề bệnh nấu răng. Nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều những thông tin, rất nhiều những kiến thức căn bản nhất của bệnh nấu răng mà chúng ta dễ nhớ và rất bổ ích để chúng ta có thể đề phòng được hàng ngày, chúng ta tránh được bệnh nấu răng. Cảm ơn nha sĩ Hòa một lần nữa với một chương trình đầy chi tiết và bổ ích thế này. Hương Yên xin chào tạm biệt và hẹn nha sĩ Hòa trong một chương trình kế tiếp. Kính mời quý vị đón theo dõi. Once you want to... Những cái mặt răng mà quý vị để sơ sót lại. Và khi mà mình đã biết mình có bệnh rồi thì nên chữa trị. Tại vì hỏi tôi có giữ được răng không? Mà nếu không chữa trị, quý vị có thể giữ được ở trong bàn tay của quý vị. Cảm ơn nha sĩ Hòa. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi và quý vị đã được nghe nha sĩ Hòa chia sẻ tổng cộng là 2 chương trình thôi trong chủ đề bệnh nấu răng. Nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều những thông tin, rất nhiều những kiến thức căn bản nhất của bệnh nấu răng mà chúng ta dễ nhớ và rất bổ ích để chúng ta có thể đề phòng được hàng ngày, chúng ta tránh được bệnh nấu răng. Cảm ơn nha sĩ Hòa một lần nữa với một chương trình đầy chi tiết và bổ ích thế này. Hương Yên xin chào tạm biệt và hẹn nha sĩ Hòa trong một chương trình kế tiếp. Kính mời quý vị đón theo dõi.